Audio Công Giáo xin trân trọng giới thiệu tới quý vị khán thính giả những nội dung chính sau đây. Cain đã kết hôn với ai khi Adam và Eva chỉ có con trai? Tại sao cần phải xưng tội với linh mục? Những đoạn kinh thánh ngăn cấm tiếp xúc với các pháp sư và thầy bói. Sau đây, mời các bạn và quý vị cùng lắng nghe. Thánh Kinh không phải là cuốn cẩm nang khoa học tự nhiên. Thay vào đó, Thánh Kinh muốn cho mọi người hiểu về chân lý đích thực và sâu xa của sự vật. Cain đã kết hôn với ai? Nếu những người con của Adam và Eva chỉ là con trai? Câu hỏi này gây tò mò cho một số người khi hiểu theo nghĩa đen của trình thuật Thánh Kinh về Cain và Abel, hai người con khá nổi tiếng của Adam và Eva. Vậy dòng dõi của người phụ nữ kết hôn cùng Cain xuất thân từ đâu? Giáo sư Felipe Aquino trả lời câu hỏi bằng cách nhận xét rằng ngay từ đầu chúng ta cần phải lưu ý đến bản chất và ý nghĩa của sách Sáng Thế. Liên quan đến điều này, vị giáo sư viện dẫn bài giáo lý mà Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã trình bày cho các tín hữu vào ngày 6 tháng 2 năm 2013. Chúng ta phải hiểu các câu chuyện của sách Sáng Thế như thế nào? Thánh Kinh không phải là cuốn cẩm nang khoa học tự nhiên. Thay vào đó, nó muốn nói cho chúng ta hiểu về chân lý đích thực và sâu xa của sự vật. Chân lý nền tảng mà các trình thuật sáng thế trình bày cho chúng ta, đó là thế giới không phải là một tập hợp các thế lực xung đột với nhau, nhưng nó có nguồn gốc và tính bền vững của nó trong Logos, trong thượng trí vĩnh cửu, hằng nâng đỡ vũ trụ. Giáo sư Aquino cho biết thêm rằng, câu chuyện về tình huynh đệ tương tàn mà Cain đã gây ra nhằm chống lại Abel, giả định một bối cảnh lịch sử tương đối tiến bộ của con người. Vào thời đó, con người đã thuần hóa được các động vật, đến nỗi Abel là người chăn cừu và họ canh tác đất đai. Vì Cain là nông dân, đó là mô tả phù hợp với thời kỳ đổ đá của nhân loại, tức là sau khi loài người xuất hiện mà đại diện là cặp đôi được sinh ra từ Adam và Eva. Ngoài ra, Cain còn thành lập một thành phố và tỏ ra sợ hãi khi gặp những người con khác vì sợ rằng họ sẽ giết ông. Do đó đã hiện hữu một số dân cư, rõ ràng là không thuộc Adam, Eva, Cain và Abel. Theo quan điểm tôn giáo, người Công giáo tin rằng Thánh Kinh được viết ra nhờ Thiên Chúa soi dẫn. Nhưng tất nhiên, các bản văn được ghi lại nhờ con người bằng xương bằng thịt. Theo nghĩa này, điều quan trọng cần phải nhớ là các tác giả sách Sáng Thế đã viết vào thời điểm rất lâu sau khi những người con xuất hiện đầu tiên. Trình thuật của họ về vụ giết người đầu tiên được dựng theo bối cảnh mà lúc bấy giờ sự tàn ác đã lan rộng giữa loài người, với mục đích cho thấy tội lỗi đã lan tràn trên mặt đất sau thời Adam. Các học giả cũng gợi ý rằng tác giả sách Thánh đã tường trình về vụ huynh đệ tương tàn đã xảy ra vào thời Môsê vào thế kỷ 13 trước Công nguyên, để cho thấy rằng khi con người xa lìa Thiên Chúa đã trở thành mối đe dọa đối với anh em của mình. Rốt cuộc, Cain đã kết hôn với ai? Về bối cảnh đã được đề cập ở trên, một thần học gia nổi tiếng người Brazil, tu sĩ Etevo Pentecao, dòng Benedicto ở Rio Janeiro, nhận xét rằng Cain và Abel trong trình thuật Thánh Kinh thực ra không phải là con trai trực tiếp của Adam và Eva theo nghĩa đen. Thậm chí, các tác giả Thánh Kinh không có chủ ý khẳng định điều đó. Luôn phải để ý đến bản chất ngụ ngôn của trình thuật sách Sáng Thế. Vì thế, thật vô nghĩa khi muốn ngữ cảnh hóa các chi tiết liên quan đến Cain với người phụ nữ đã có con với ông. Cain đại diện cho con cái của loài người do hậu quả của tội lỗi đã rơi xuống mức độ thảm họa khi giết chết anh em mình. Cũng cần lưu ý rằng chính sách Sáng Thế đã xác định rằng Adam và Eva còn có những đứa con khác, ví dụ như Seth, rõ ràng đã được đặt tên như một người trong số họ,
đó là một cách khác để nói rằng kể từ khi có con người đầu tiên, loài người chúng ta đã sinh sản, phát triển về số lượng và đa dạng về cá thể. Tóm lại, sách Thăng Thế không được hiểu như một cuốn sách về lịch sử ghi lại các giai đoạn theo nghĩa đen, nhưng như là lời được Thiên Chúa soi dẫn, chứa đựng những chân lý tôn giáo cơ bản. Chẳng hạn như sự tồn tại của Thiên Chúa, công trình sáng tạo, vật chất và tinh thần của Ngài, ý chí tự do được ban cho loài người, tội lỗi bắt nguồn từ sự chọn lựa của con người để chống lại Thiên Chúa, hoặc sự cần thiết của ơn cứu rỗi vì tội lỗi của con người. Tại sao cần phải xưng tội với linh mục? Nếu Chúa đầy lòng thương xót và hay tha thứ, thì cần gì phải đi xưng tội với ai nữa? Trước khi trả lời câu hỏi trên, Thiết Tưởng cần nói qua về thực trạng của tội và hậu quả của tội. Thực trạng của tội theo Thánh Phaolô dạy, thì vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Nói khác đi, vì A-dông bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa khi ăn chay cấm, nên tội và sự chết đã xâm nhập trần gian, và để lại hậu quả khốc hại cho toàn thể nhân loại sinh ra trong trần thế này. Như thế, tội là nguyên nhân chính gây ra sự chết cho con người. Sự chết này không những chỉ về mặt thể lý mà nghiêm trọng hơn là chết về mặt thiêng liêng trong viễn ảnh phải xa lìa Thiên Chúa, là cội nguồn của mọi vinh phúc hoan lạc. Thiên Chúa là Cha nhân lành, đã quá yêu thương khi tạo dựng con người và còn yêu thương hơn nữa khi cứu chuộc con người nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho một người. Nhưng cái chết của Chúa Giê-xu chỉ có mục đích cứu con người khỏi chết về mặt thiêng liêng, chứ không cứu con người khỏi chết về mặt thể lý, cũng như không tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội lỗi có trên trần gian này. Nghĩa là, dù Chúa đã chịu khổ hình trên thập giá và đã thực sự chết vì tội lỗi loài người, nhưng Chúa không biến đổi con người đến mức không còn biết tội là gì nữa. Trái lại, tội vẫn là một thực thể, và một thực thể trong trần gian cũng như trong bản thân mỗi người chúng ta. Một sự thật mà không ai có thể chối hay phủ nhận như Thánh Gioan đã quả quyết. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, mà sự thật không ở trong chúng ta. Sở dĩ còn tội vì con người vẫn còn ý chí tự do, mà Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng cho con người sử dụng, để hoặc chọn lựa xa lánh tội hay cứ buông chiều theo tính xác thịt mà phạm các thứ tội như Thánh Phaolô đã liệt kê trong thư gửi tín hữu Galat như sau. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Đó là dâm ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Danh sách tội trên đây không bao gồm tất cả mọi tội con người ngày nay đang phạm ở khắp mọi nơi như trộm cướp, bất công bóc lột, hà khắc gian ác giết người, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mại dâm và vô cùng khốn nạn, cờ bạc, gian dâm, ngoại tình phá thai, không có thì giờ lo việc thờ phượng, dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, nhưng lại có dư thời đi du hí ở những nơi tội lỗi, nhảy nhót nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc đi thi đôi chân ngà, khiêu vũ của những người sồn sồn no cơm rừng mỡ, vui chơi xâm dật mất nết. Tất cả các tội trên đây đều chống lại Thiên Chúa là tình thương, là sự thật, là công minh chính trực, là chân thiện mỹ tuyệt đối. Tội lỗi cũng xúc phạm đến tha nhân, cũng như chống lại chính lý trí và lương tâm của bản thân mình như giáo lý, giáo hội dạy.
đó là thực trạng của tội lỗi con người đã và đang phạm từ xưa đến nay ở khắp mọi nơi. Như vậy, tại sao phải xưng tội theo giáo hội dạy? Thiên Chúa là Cha rất nhân lành, người chậm bất bình và giàu tình thương. Nhưng cho được hưởng tình thương ấy của Thiên Chúa, thì điều kiện duy nhất là phải xa tránh mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới tách con người ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Tuy chê ghét tội lỗi, nhưng Thiên Chúa lại yêu thương kẻ có tội biết sám hối để xin người tha thứ. Đó là lý do vì sao Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong trần gian để cứu cái gì đã hư mất. Trong sứ mạng đó, Chúa đã đi tìm kẻ tội lỗi, kêu gọi họ sám hối để được tha thứ. Ví như thầy thuốc đi tìm bệnh nhân để cứu chữa, chứ không tìm người khỏe mạnh không cần thầy thuốc. Và đó cũng là lý do vì sao Chúa Giê-xu sau khi từ cõi chết sống lại đã lập bí tích hòa giải để ban quyền tha tội trước tiên cho các tông đồ và cho giáo hội ngày nay như ta đọc thấy trong tin mừng Thánh Gioan. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đây là nền tảng của bí tích hòa giải mời gọi mọi người chúng ta chạy đến để xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta chót mắc phạm vì yếu đuối con người, vì gương xấu của thế gian và nhất là vì sự cám dỗ tinh quái của ma quỷ. Ví như sư tử gầm thét rảo quanh tìm một cắn xé mà Thánh Phêrô đã cảnh giác. Giáo lý của giáo hội phân biệt hai loại tội nặng nhẹ như sau. Tội trọng: phá hủy hoàn toàn đức ái trong tâm hồn con người do một vi phạm nặng nề đối với luật của Thiên Chúa. Tội trọng: làm cho con người quay lưng lại với Thiên Chúa, là cùng đích tối hậu và là vinh phúc của con người. Tội nhẹ: vấn đề trước đức ái tồn tại, mặc dù nó đã xúc phạm và làm tổn thương đức ái. Cũng theo giáo lý của giáo hội, thì tội trọng có thể đưa đến hình phạt hỏa ngục nếu hối nhân chết không kịp sám hối và chạy đến xin Chúa tha thứ qua bí tích hòa giải hay xưng tội. Chúa nhân hiền luôn sẵn lòng tha tội cho con người. Nếu kẻ có tội nhận biết điều mình đã làm là sai trái, là tội lỗi, nhận biết rồi nhưng còn tin tưởng nơi lòng khoan dung của Chúa để chạy đến xin người tha thứ, thì chắc chắn người sẽ thứ tha cho. Đành rằng phạm tội mất lòng Chúa thì chỉ có Chúa tha thứ mà thôi. Nhưng người đã lập bí tích hòa giải để ban quyền tha thứ ấy trước tiên cho các tông đồ và ngày nay cho giáo hội, nên không thể nói rằng chỉ cần xưng tội với Chúa là đủ như anh em tin lành chủ trương. Nếu thế là đủ thì Chúa Giê-xu đã không cần lập bí tích hòa giải làm gì nữa. Nhưng vì Chúa đã lập bí tích này nên ai muốn nhận ơn tha tội của Chúa thì phải đến với bí tích hòa giải là phương tiện hữu hiệu duy nhất mà Chúa Giê-xu đã thiết lập để giúp con người nối lại tình thương với Thiên Chúa. Sau khi đã làm tổn thương hay cắt đứt tình thương ấy bằng các tội nặng nhẹ đã phạm vì yếu đuối của con người. Chỉ có giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Đông Phương có bí tích đặc biệt này mà thôi. Dĩ nhiên, cả hai giáo hội có tất cả các bí tích hữu hiệu khác như rửa tội, thêm sức, thánh thể, sức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh và hôn phối. Trong khi đa số các giáo phái chưa hiệp thông với giáo hội Công giáo, chỉ có phép rửa mà thôi. Nhưng được tha tội qua bí tích hòa giải rồi thì phải cố gắng, quyết tâm từ bỏ tội lỗi để bắt đầu một tiến trình biến đổi nội tâm để trở nên hoàn hảo, nên thánh như Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta khi người kêu gọi. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Nói khác đi, ta không thể lấy cớ Chúa giàu tình thương và hay tha thứ để xin Chúa tha thứ mà không cần xưng tội với một linh mục nào. Hoặc tệ hại hơn nữa là cứ ngoan cố phạm tội vì nghĩ rằng Chúa rất nhân từ nên người tha thứ hết. Chúa nhân hiền, đầy lòng thương xót và hay tha thứ. Đúng như vậy, nhưng Chúa lại chê ghét tội lỗi vì mọi tội đều xúc phạm đến tình thương, lòng nhân ái
sự thánh thiện và công bình của người. Người yêu thương kẻ có tội, biết sám hối, xin tha thứ. Nhưng người cũng muốn kẻ có tội phải quyết tâm từ bỏ tội lỗi sau khi được tha. Bằng cớ là khi bọn Pharisêu dẫn một phụ nữ bị bắt đã phạm tội ngoại tình đến xin Chúa xét xử. Xem Chúa cho ném đá chết theo luật Mai-sen hay tha bổng. Chúa Giê-xu đã không nói, chị an tâm về đi, và lần sau còn phạm tội này thì lại đến với tôi sẽ tha cho. Ngược lại, Chúa đã bảo chị kia thế này, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị về đi, mà từ nay đừng phạm tội nữa. Tôi không lên án chị như bọn Pharisêu muốn ném đá chị. Nhưng chị phải chừa tội, đừng tái phạm nữa. Đó là ý Chúa muốn nói với người phụ nữ kia, với mọi người chúng ta ngày nay. Lại nữa, sau khi chữa lành cho một người đau ốm nằm bên hồ nước Bết-đa-tha, Chúa Giê-xu sau đó đã gặp lại người này trong đền thờ, và Chúa đã nói với anh ta như sau. Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Như thế, những ai cứ đi hàng hai phạm tội rồi đi xưng tội và không quyết tâm chừa tội để lại tiếp tục phạm tội nhiều lần nữa, thì hãy nghe lời Chúa nghiêm khắc cảnh cáo như sau. Tôi biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hâm chặt nóng chặt lạnh, nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Các lời Chúa trích dẫn trên đây đã rõ ràng nói cho chúng ta biết điều rất quan trọng này, là phải chừa tội, không được tái phạm để tránh những hậu quả lớn lao hơn nữa nếu cứ quen phạm tội, vì tội lỗi có thể là nguyên nhân gây ra những đau khổ bi thảm to lớn cho con người. Kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống ngày nay cũng đủ chứng minh điều này. Cứ sống bằng nghề trộm, cướp sẽ có ngày bị bắn chết khi cướp nhà băng hay vào nhà ai để ăn trộm. Nhà người Mỹ thường có súng và chủ nhà được phép bắn chết kẻ vô cớ đột nhập vào nhà người ta. Cứ ngoại tình cũng sẽ có ngày mất mạng khi vợ hay chồng người ta khám phát ra trừng phạt kẻ dâm phu hay dâm phụ. Lại nữa, cứ lái xe ẩu chạy quá tốc độ hoặc vượt đèn đỏ sẽ có ngày gây tử vong cho chính mình và cho người khác. Tóm lại, Chúa là cha cực tốt lành, người yêu thương kẻ có tội và muốn kẻ có tội ăn năn để được tha thứ. Như Chúa đã ban quyền tha thứ này cho giáo hội, nên chúng ta phải siêng năng chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải. Nghĩa là không thể nói như anh em Tin Lành rằng chỉ cần xưng tội với Chúa chứ không xưng tội với người có quyền tha tội nhân danh Chúa, là giám mục và linh mục. Cũng cần nói thêm là các tư thế này, vì là con người nên không tránh được những khuyết điểm, nhưng cho dù bất xứng đến đâu mà khi nhân danh Chúa Kitô để tha tội cho ai thì người đó vẫn được tha như Chúa đã hứa. Vậy người tín hữu chúng ta hãy siêng năng chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải, là phương tiện hữu hiệu giúp ta lấy lại tình thương của Chúa sau khi đã đánh mất vì tội nặng nhẹ đã phạm. Những đoạn kinh thánh ngăn cấm tiếp xúc với các pháp sư và thầy bói. Thánh trích, thánh kinh không chỉ bày tỏ những quan điểm tiêu cực chống lại các thầy bói và pháp sư, mà còn chống lại các thân chủ giả hiệu và những ai hưởng lợi từ những hoạt động này. Nhà huyền bí pháp sư, thầy bói, thánh kinh cảnh báo không nên đến với họ để tìm kiếm những dự đoán dưới bất cứ hình thức nào. Như chúng ta đã đọc trong sách, làm thế nào để giải thoát mình khỏi những quỷ thần xấu xa? Thánh kinh nhắc nhở các tín hữu không được thỏa hiệp để quay sang những nhân vật không được chào đón này. Sách khôn ngoan và sự hủy diệt của những phù phép ở đất thánh. Mọi thứ huyền bí là chất liệu trong tay của kẻ ác. Về vấn đề này, thánh kinh khẳng định những ai xưa kia cư ngụ trên đất thánh của ngài, ngài chỉ ghét những hành vi đáng trách của họ. Những việc phù phép
những lễ bái vô luân, bọn độc ác sát hại trẻ thơ, bọn bày tiệc uống máu, ăn thịt người, ăn cả gan cả ruột, bọn gia nhập những hội tế thần, bọn cha mẹ sát nhân, giết cả những người con chưa thể tự vệ. Hết thảy những bọn đó, Ngài cũng đã muốn dùng tay cha ông chúng con mà tiêu diệt, để cho vùng đất Ngài quý chuộc hơn hết tiếp nhận được đoàn lũ con cái Ngài, những người xứng đáng tới chiếm ngụ. Ezekiel chống lại những giải băng ma thuật và màn che. Ezekiel đã hành động chống lại những vật huyền bí và chống lại tất những thầy bói, những người tuyên bố biết trước tương lai qua các nghi lễ và đồ ma thuật. Hỡi con người, hãy quay mặt về phía các phụ nữ của dân người, là những kẻ dám tuyên sấm theo ý mình. Hãy tuyên sấm hạch tội chúng. Người sẽ nói, Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau. Khốn cho những kẻ khâu những giải băng trên mọi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn bắt mạng người. Có phải các ngươi định săn bắt mạng sống của dân ta và giữ mạng sống của các ngươi không? Sách Lê Vi cũng đã nói, đừng đến với những người đồng bóng và thầy bói. Thánh Kinh không chỉ bày tỏ những quan điểm tiêu cực chống lại các thầy bói và pháp sư, mà còn chống lại các thân chủ giải hiệu và những ai hưởng lợi từ những hoạt động này. Các người không đến được với các người ngồi đồng, ngồi bóng mà không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các người. Người nào đến với các người ngồi đồng, ngồi bóng để chạy theo chúng mà làm điếm, thì ta sẽ quay mặt lại phạt người ấy và sẽ khai trừ khỏi dân nó. Các người sẽ phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các người. Sách Công Vụ Tông Đồ, Quỷ Thần Cướp Lợi Đầy Tớ Gái Bói Toán. Có rất nhiều người ảo tưởng rằng họ có thể dự đoán được tương lai bằng những lá bài, bằng chiêm tinh hoặc bằng cách đọc chỉ tay. Có người tự cho mình là pháp sư, có thể sử dụng quả đắc, quả cầu thủy tinh, bã cà phê, xương, ruột động vật và những thứ tương tự, như trong Kinh Thánh rõ ràng Thiên Chúa đã cấm điều này. Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi. Cô ta bị quỷ thần ốp và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô. Cô lẽo đẽo theo ông Phaolô và chúng tôi và kêu: các ông này là tôi tớ Thiên Chúa tối cao, họ loan báo cho các người con được cứu độ. Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phaolô quay lại bảo quỷ: nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi ngày này. Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất. Isaiah cũng nói tới Thiên Chúa cấm bói toán. Lời Chúa thể hiện sự lên án chống lại mọi hình thức bói toán. Chẳng hạn như dự đoán vận may, Thiên Chúa cấm con cái của mình thực hiện hành việc bói toán. Có giỏi thì đứng vững đi, cứ tiếp tục những phù phép và những trò ma thuật vô số kể mà ngươi đã tốn công luyện tập từ thời niên thiếu. Biết đâu ngươi lại không thể giúp ích gì cho chính mình. Biết đâu ngươi lại chẳng làm cho người ta khiếp sợ. Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế. Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến. Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi. Này, chúng rất như cọng rơm bị lửa đốt cháy, không sao cứu mạng khỏi hỏa đào. Đó không phải là than hồng để sưởi ấm, cũng chẳng là ánh lửa để cội yên. Đối với người, chúng là thế đó. Những kẻ đã làm ngươi hao sức tốn công, những kẻ nuốt tiền của ngươi từ khi ngươi còn tiền thiếu. Chúng sẽ lang thang, mỗi người một ngả, chẳng có ai cứu được ngươi đâu. Lên án ma thuật. Kinh Thánh cũng lên án ma thuật và triệu hồn người chết. Và nếu người ta nói với anh em, hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm, dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình, thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao?
thì anh em cứ trở về với lời giáo huấn, với lời chứng. Nếu họ không nói theo như lời Ngài, thì sẽ chẳng thấy rạng đông. Sách Xuất Hành cũng kể về cuộc đụng độ giữa ông Môsê và các phù thủy của Pharaoh. Kinh Thánh kể rằng chính Môsê đã chiến thắng sau cuộc đụng độ với các phù thủy của vua Pharaoh. Như chúng ta đã biết, Ai Cập là một vùng đất màu mỡ của những điều huyền bí và những vị thần giả hiệu. Chẳng qua họ là ma quỷ, chúng ta hãy đọc sách Xuất Hành. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon: Nếu Pharaoh bảo các ngươi hãy làm một phép lạ xem, thì ngươi hãy nói với Aharon: anh cầm cây gậy của anh ném xuống trước mặt Pharaoh, và gậy sẽ hóa thành một con rắn to. Ông Môsê và ông Aharon liền đến với Pharaoh và làm như Đức Chúa đã truyền. Ông Aharon ném cây gậy của mình xuống trước mặt Pharaoh và bề tôi của vua, gậy hóa thành một con rắn to. Pharaoh cũng triệu các hiền sĩ và pháp sư đến, và các phù thủy Ai Cập cũng dùng phép của mình mà làm như vậy. Mỗi người ném cây gậy của mình và gậy hóa thành một con rắn to, nhưng gậy của ông Aharon nuốt gậy của họ. Dù vậy, Pharaoh vẫn cứng lòng không nghe ông Môsê và ông Aharon như Đức Chúa đã nói trước. Các bạn vừa nghe xong bản tin 20 phút cùng Chúa. Người đọc Kiên Nguyễn. Bình an ở cùng các bạn. Chúc các bạn một ngày thật an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.